Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số đối thoại trước, chúng tôi đã cùng các khách mời bàn luận về chủ trương là thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp, bàn thêm cả về mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp của năm 2020, bàn về những cái cách thức để thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp trong năm vừa qua. Liệu đã thực sự với đáp ứng được mong muốn của hộ kinh doanh cá thể khi mà chuyển đổi hay chưa? Chúng tôi tiếp tục cùng các khách mời bàn luận về chủ đề này và hy vọng cung cấp thêm nhiều thông tin mới, nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả với những mong muốn và những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi cho chúng tôi liên quan đến chủ đề đầu tiên của năm 2020 của chương trình đối thoại. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, trọng tài viên VIAC. Ông Nguyễn Minh Đức, Ban pháp chế VCCI. Trước khi mà chúng ta bàn tiếp về nội dung này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Hộ kinh doanh nếu có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. Còn doanh nghiệp là đối tượng phải chịu thuế giá trị gia tăng. Đối với hộ kinh doanh, theo thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính, các hộ kinh doanh cá thể phải kê khai việc sử dụng hóa đơn để áp mức thuế khoán. Ngoài thuế khoán thì hộ kinh doanh cá thể còn phải nộp thêm khoản thuế khi sử dụng hóa đơn trực tiếp. Trường hợp có thu nhập từ 100 triệu trở lên thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng như sau. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng nhân với tỷ lệ thuế giá trị gia tăng. Đối với hộ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, chế độ lập hóa đơn, chứng từ khi mua hàng hóa và dịch vụ thì thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu ấn định nhân với tỷ lệ giá trị gia tăng nhân với thuế suất. Đối với doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đó. Giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ được tính bằng doanh số của hàng hóa dịch vụ bán ra trừ đi giá vốn của hàng hóa dịch vụ bán ra. Nếu doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Hộ kinh doanh thì không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với cả thuế suất thu nhập doanh nghiệp. Còn đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, xác định được doanh thu nhưng lại không xác định được chi phí thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ. Cụ thể, đối với dịch vụ bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay là 5%. Riêng đối với hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%, đối với kinh doanh hàng hóa là 1% và đối với hoạt động khác là 2%. Hộ kinh doanh là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, còn doanh nghiệp thì có trách nhiệm kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân cho các nhân viên của mình theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân kinh doanh nếu có thu nhập dưới 100 triệu đồng một năm thì được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp có thu nhập từ 100 triệu trở lên thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực và ngành nghề sản xuất kinh doanh. Nếu hộ cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc là thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thì phải nộp thuế theo phương pháp khoán. Cả hộ kinh doanh và doanh nghiệp thì đều phải kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật. Mức nộp thuế môn bài của hộ kinh doanh được thực hiện theo 6 bậc, còn mức nộp thuế môn bài của doanh nghiệp được quy định với 4 bậc nộp. Ngoài ra thì tùy vào tính chất và lĩnh vực hoạt động mà doanh nghiệp và hộ cá nhân kinh doanh còn phải chịu thêm một số loại thuế khác như là thuế xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế sử dụng đất và các loại thuế khác. Vâng, thưa các khách mời, trước khi mà chúng ta bàn về những chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp thì đầu tiên chúng ta bàn về việc là vì sao mà cái việc thúc đẩy hộ kinh doanh cá thể lên thành doanh nghiệp lại được chú trọng nhiều như vậy trong thời gian vừa qua, nó mang lại cái lợi ích gì cho hộ kinh doanh cá thể, cho doanh nghiệp cũng như cho tổng thể của nền kinh tế ạ? Thì trước là có lẽ là tôi xin mời ý kiến của bà Cúc ạ. Vâng ạ, tôi nghĩ rằng chủ trương cái chuyển đổi cái hộ cá nhân kinh doanh thành doanh nghiệp cũng là một cái chủ trương lớn. Tại sao lại như vậy?
Bởi vì thứ nhất, khi mà các doanh nghiệp là hộ kinh doanh cá thể thì họ sẽ không được hưởng các ưu đãi về thuế, bởi vì các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là áp dụng phương pháp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, để khi xuất khẩu được hoàn thuế trị tăng thì chỉ áp dụng đối với các cái doanh nghiệp thực hiện là nộp thuế theo kê khai và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế vân vân. Và rõ ràng như vậy thì đã là hộ, có nhiều hộ hiện nay chúng ta có hình dung ra không phải chỉ có những hộ nhỏ, nhưng có những hộ sản xuất, thậm chí sản xuất hàng xuất khẩu rất là lớn, nhưng họ vẫn để dưới mác là hộ. Và như vậy xét về mặt ưu đãi thuế họ cũng được, nhưng xét về mặt nhà nước thì hiện nay chúng ta đang có cái tình hình là một số trong cái hộ kinh doanh thì họ lại còn được lựa chọn phương pháp là nộp thuế khoán. Và nếu như trong cái nộp thuế khoán, nếu như doanh thu nó không chính xác thì dẫn đến là không bình đẳng về thuế trước pháp luật giữa các doanh nghiệp và các hộ. Vâng. Ông trước thì sao? Tôi cho rằng là ở đây có lẽ không đặt ra cái vấn đề chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, mà bản thân cái khái niệm doanh nghiệp của chúng ta đã gọi sai từ trước đến nay. Tại vì trên thế giới thì chỉ có duy nhất hai nước có cái khái niệm hộ kinh doanh, đấy là Việt Nam và Trung Quốc. Lịch sử đặt ra rằng là các nước trên thế giới thì người ta chỉ có hai khái niệm thôi, một là tổ chức đi kinh doanh và hai là cá nhân đi kinh doanh. Tổ chức kinh doanh thì người ta gọi là công ty, cá nhân kinh doanh thì người ta có thể gọi là doanh nghiệp một chủ hoặc gọi là cá nhân kinh doanh. Việt Nam với Trung Quốc thì gặp một vấn đề là có một thời chúng ta không cho phép tồn tại những cái việc kinh doanh của tư nhân. Tuy nhiên thì vẫn để những cái hộ kinh doanh nhỏ là để làm những công việc như là những cái dịch vụ nhỏ hay là buôn bán hàng hóa lặt vặt. Thế thì đến khi mà chúng ta bắt đầu cho phép cái khái niệm doanh nghiệp tồn tại, luật doanh nghiệp, thì ở thời điểm đó đã không hợp nhất cái khái niệm những cá nhân kinh doanh hay là những hộ kinh doanh vào luôn cái khái niệm doanh nghiệp, mà chúng ta lại tách riêng ra là doanh nghiệp riêng và hộ kinh doanh riêng. Dẫn đến là bây giờ nó tồn tại một cái trường hợp khá là đặc biệt ở riêng có Việt Nam với Trung Quốc gặp phải. Đấy là khi một cá nhân hoặc một hộ đi kinh doanh thì anh ta chịu một cơ chế quản lý khác. Nhưng khi mà một nhóm cá nhân hợp với nhau để kinh doanh thì thành lập một công ty thì lại chịu một cơ chế quản lý khác. Trong khi cái vấn đề liên quan khi mà một nhóm cá nhân thì nó chỉ là cái quan hệ nội bộ giữa nhóm cá nhân đó, nó mới là cái vấn đề cần phải giải quyết trong cái luật gọi là luật công ty của các nước. Thế còn ở Việt Nam thì tự dưng bây giờ chúng ta lại tách hai như vậy và dẫn đến những cái sự bất bình đẳng như cô Cúc vừa mới thể hiện. Quan điểm này hoàn toàn trùng hợp với quan điểm của ông Hiếu ở Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ở số trước ạ. Và chúng ta sẽ bàn kỹ sau. Bây giờ có lẽ là ông... Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của bà Cúc và ông Đức. Vấn đề đặt ra là thế này, tôi cho rằng là chúng ta phải xem cái việc mà tại sao lại phải đặt những các cái người mà kinh doanh vào trong cái luật để làm gì, cái mục tiêu nó để làm gì. Thế thì cái mục tiêu ở đây ấy, thì trước hết thì ta phải thấy rằng đấy là mục tiêu để giúp cho cái hoạt động kinh doanh đấy nó phải tốt lên. Chứ còn nếu chúng ta đặt ra một cái luật mà hoạt động kinh doanh đấy, cái tổ chức nó phát triển không tốt lên, thì có lẽ chúng ta lại phải xem lại. Đấy, mục tiêu tạo khuôn khổ pháp lý là để giúp cho người ta kinh doanh tốt, nó chuyên nghiệp hơn, nó hiệu quả hơn. Thế thì bây giờ chúng ta phải xem xét đến cái đối tượng là doanh nghiệp thì đương nhiên rồi. Đấy, người ta nhìn rất rõ là doanh nghiệp mà không có một cái luật để điều tiết cho doanh nghiệp nó không bao giờ phát triển một cách ổn định được. Những cái quan hệ, những các cái mối quan hệ bên trong bên ngoài của doanh nghiệp nó không giải quyết được. Thế bây giờ đối với hộ kinh doanh thì thế nào? Thì đúng, nếu như cái lịch sử phát triển như là bà Cúc Hương Đức nói, những cái hộ nó tính chất nó gọi là tự cá nhân mình kinh doanh. Và như vậy thì khi đấy những cái mối quan hệ kinh tế nội tại nó không có. Ví dụ chẳng hạn như quan hệ giữa chủ và cái người lao động không có. Quan hệ giữa người quản lý và cái người bỏ tiền vào kinh doanh là không có. Tôi bỏ tiền ra, tôi tự là người làm, tôi tự là người điều phối tôi. Thì có lẽ tự tôi điều hành đấy. Tôi không cần phải có một cái quan hệ luật pháp nào đây can thiệp vào. Thế nhưng giờ tôi là người bỏ tiền. Bà Cúc lại là cái người là gì? Quản lý. Ông Đức lại là cái người giúp của tôi là quá trình thực hiện đấy. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải có một cái quan hệ để mà điều chỉnh bằng cái luật pháp, chứ không phải tự thỏa thuận với nhau nữa. Đấy, và như vậy thì ngay bản thân nội tại cho doanh nghiệp nó cũng đòi hỏi rằng phải có những các cái chế tài về mặt pháp lý để giúp cho cái tổ chức hoạt động của doanh nghiệp này nó đảm bảo là minh bạch. Tôi bỏ tiền ra, trách nhiệm của người quản lý sẽ như thế nào, trách nhiệm của người lao động như thế nào, khi mà người này làm tốt thì người ta sẽ được hưởng thụ như thế nào. Như vậy tôi cho rằng là đấy là mục đích đầu tiên để giúp cho cái hộ kinh doanh mà nó khi phát sinh những cái quan hệ lao động, khi phát sinh những mối quan hệ kinh tế đó nó sẽ hoạt động tốt hơn. Và chính như vậy cái việc mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện đưa cái hộ kinh doanh vào trong luật là trước hết là nhằm cho cái hộ này nó hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn, hoạt động một cách hiệu quả hơn.
bền vững hơn và tạo điều kiện để cái mở rộng quan hệ của các hộ này với các cái hệ thống hoạt động kinh tế nói chung. Vâng. Nhưng ngoài cái việc mà đưa hộ kinh doanh vào trong luật ấy, thì cái câu chuyện mà thúc đẩy để họ lên thành doanh nghiệp, cái chủ trương đấy, cái mong muốn đấy có thực sự là nó phù hợp với thực tiễn, phù hợp với cái nhu cầu của các hộ kinh doanh hay của các doanh nghiệp hiện nay không ạ? Tôi nghĩ rằng ở đây chúng ta cũng nên phân biệt một chút. Hoàn toàn đúng giữa cá nhân và pháp nhân. Và nếu như cá nhân đơn thuần đúng là phải là cá nhân. Nhưng cái hộ của mình cũng không hẳn không là một cá nhân kinh doanh. Vâng. Chúng ta phải cũng có đặc thù như thế. Vâng. Hộ nó là một nhóm, là một gia đình. Và khi một cá nhân kinh doanh thì ví dụ như là chúng ta gọi là cá nhân kinh doanh hoặc cá nhân hành nghề độc lập. Ví dụ một luật sư, một bác sĩ. Nhưng cái hộ của mình nó là, mình với Trung Quốc nó đã có một thành lập từ, nó gọi là một cái quá trình lịch sử. Và khi chúng ta có một nhóm người hợp vào với nhau, thì một nhóm người đó có thể là gì? Một người thì có thể là doanh nghiệp tư nhân, họ đứng ra, hoặc là hai người trở lên thì có thể là cái công ty có hai thành viên, vân vân. Nhưng ở đây cũng có thể một nhóm người, nhưng họ lại không thành lập doanh nghiệp mà họ thành lập có thể là hợp tác xã thì dưới dạng doanh nghiệp rồi. Nhưng mà hộ thì hộ lại mang tính chất gia đình thì lại là không chịu điều chỉnh của doanh nghiệp. Và rõ ràng là nó không phải là doanh nghiệp, mình vẫn gọi là, và như vậy cái chính sách của họ là họ vẫn được lựa chọn. Và như vậy cái trước hết là gì? Cái rõ ràng xác định thế nào là cái cá đối tượng nào thì được, đó là hoạt động của cái cá nhân kinh doanh. Và hộ kinh doanh có thể đã là hộ và có một cái nhóm người, thì tôi nghĩ rằng ngay cả vừa rồi cơ quan thuế đã có một cái định hướng thế này mà tôi thấy cũng hợp lý. Ví dụ như chỉ cần là gì, anh là một nhóm người và anh không đăng ký thành lập nên hộ, nhưng cái hoạt toàn bộ hoạt động của anh, số lượng lao động của anh nhiều trên 10 người, doanh thu của anh lớn, thì bắt buộc anh phải, dù rằng là anh gọi là hộ hoặc là anh gọi là doanh nghiệp, thì cũng phải áp dụng cơ chế quản lý như là doanh nghiệp. Thì tôi thấy đấy cũng là một cái đề xuất. Và như vậy rõ ràng là buộc người ta phải là chuyển đổi sang doanh nghiệp. Và nếu như anh chuyển sang doanh nghiệp thì chúng tôi áp dụng cái cơ chế, chúng ta áp dụng cơ chế là gì? Thu thì áp dụng như doanh nghiệp, nhưng mà những cái ưu đãi không được thì người ta sẽ là gì? Buộc người ta sẽ quay lại thành lập doanh nghiệp để là phải được ưu đãi. Còn hiện nay tại sao hiện nay chúng ta thúc đẩy rất là chậm và rất là khó? Một phần là do thói quen, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng hiện nay nó là hộ thì cái quản lý nó khác ạ. Rất là đơn giản. Tôi lấy ví dụ, người ta sẽ không vào để quản lý cái an toàn thực phẩm, rất ít khi quản lý an toàn thực phẩm này, rồi lại là chính sách bảo hiểm xã hội này, rồi an toàn lao động này của cả hộ, mà tập trung vào cả doanh nghiệp. Và như vậy là các hộ thì cũng không phải là nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động, nhưng các doanh nghiệp là người ta phải nộp. Và người ta hình dung ra bây giờ trong luật dù rằng nó nói rằng là có sử dụng máy lao động thì chúng ta sẽ phải là nộp bảo hiểm, nhưng rất ít khi kiểm tra các hộ, đúng không ạ? Các bạn, bạn bên pháp chế thì thấy rằng là rõ ràng chúng ta tập trung vào đối tượng là gì? An toàn thực phẩm, cái gì cũng là vào doanh nghiệp kể cả nhỏ. Và người ta thấy rằng là gì? Như vậy chúng tôi đang là hộ thì chúng tôi rất là đơn giản. Chúng tôi làm là thuế thì có thể là thuế khoán đơn giản, rồi những cái kiểm tra thanh tra an toàn thực phẩm, rồi công an vẫn là ít động chạm đến, và như vậy cảm giác là đơn giản hơn. Nhưng mà khi thành lập doanh nghiệp thì phải nộp bảo hiểm này, rồi là phải tất cả làm các thủ tục khác, và người ta cảm giác là các cái gánh nặng hành chính nó sẽ là nâng lên, và có khi người ta ngại. Vâng. Đấy chính là một cái rào cản. Vâng. Mà cái thực trạng đấy thì đã rất là nhiều năm nay rồi. Đúng chính xác. Vâng. Vâng. Vẫn chưa giải quyết được. Ông Đức nghĩ sao? Tôi rất đồng tình với ý kiến của bà Cúc. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là hiện tại những cái pháp luật để đối xử, pháp luật là một chuyện thôi, còn trên thực thi nữa, cái vấn đề thực thi cũng là rất quan trọng. Tức là khi mà chúng ta thực thi những quy định pháp luật đối với những cái hộ kinh doanh và đối với doanh nghiệp là khác nhau. Mà khác nhau này dựa trên chỉ đơn giản là một bên là người ta thành lập một cái công ty, và bên còn lại chỉ là cá nhân kinh doanh hay là một hộ để kinh doanh. Thế thì mặc dù có thể quy mô hai bên bằng nhau, số lượng lao động tuyển dụng như nhau, nhưng một bên thì tần suất thanh kiểm tra nó cao hơn hẳn với bên còn lại. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là đây là cái sự bất hợp lý, sự nghĩa là đối xử không công bằng. Nguyên tắc của việc thanh kiểm tra cơ quan nhà nước hay những cái biện pháp quản lý của nhà nước dựa trên cái rủi ro của cái đơn vị đấy có thể gây ra, ví dụ như rủi ro về khả năng họ trốn thuế, rủi ro về khả năng trốn bảo hiểm, rủi ro về mất an toàn thực phẩm, hay rủi ro phòng cháy chữa cháy, thì nó phải dựa trên rủi ro đó, chứ không phải dựa trên việc là anh là ai, anh tên là gì, nó không quan trọng. Anh họ như thế nào nó không quan trọng, cái quan trọng là cái rủi ro anh ra gây ra xã hội như thế nào. Thì cái việc quản lý của nhà nước phải dựa trên cái đó. Thế nên chính vì là hiện tại đang có một cái sự khác biệt như vậy, nên rất nhiều người lại cho rằng là nếu như tôi phải chuyển từ hộ thành doanh nghiệp thì tôi sẽ phải chịu nhiều hơn những cái biện pháp quản lý của nhà nước.
Thì cái này tôi cho rằng xuất phát ngay từ ban đầu là cái biện pháp quản lý của nhà nước đang thực hiện một cách không hợp lý khi chúng ta dựa trên một cái cơ sở là hình thức kinh doanh thay vì dựa trên cơ sở là cái rủi ro gây ra cho xã hội của cái hoạt động kinh doanh đó. Tuy nhiên trong số trước thì có một khách còn nói là lại giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp thì lại không bình đẳng, khi mà hộ kinh doanh thì không được kinh doanh một số cái ngành nghề, tức là bắt buộc phải lên doanh nghiệp thì mới được kinh doanh hoặc là được khấu trừ thuế, đại loại là rất nhiều những cái lợi ích khác. Thì như vậy là rõ ràng chúng ta nhìn thấy là vậy thì cuối cùng là ưu thế là bên nào hơn? Riêng đối với cái yếu tố ngành nghề thì lại rất phụ thuộc. Ví dụ như là ví dụ như là rất nhiều trường hợp mà người ta kinh doanh ở cái ngành mà người ta cũng không bị giới hạn là chỉ có doanh nghiệp mới được làm, mà cá nhân hay là hộ gia đình đều được làm, thì người ta cũng không quan tâm đến cái vấn đề là có bị giới hạn hay không. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy một tình trạng là đối với trường hợp nào mà phải kinh doanh trong những lĩnh vực mà phải xin giấy phép và giấy phép đó chỉ cấp cho doanh nghiệp thôi thì người ta sẽ thành lập doanh nghiệp. Và chúng tôi nhận thấy một cái xu thế rằng rất nhiều trường hợp có những cá nhân mà muốn kinh doanh vào một ngành mà mặc dù người ta chỉ là một cá nhân thôi, nhưng cuối cùng thì vì là cái giấy phép ở trong ngành đó chỉ cấp cho duy nhất cái trường hợp là doanh nghiệp chứ không cấp cho cá nhân. Cuối cùng anh ta phải thành lập một cái công ty, cũng phải kiếm bạn bè vào làm cùng, hoặc là dưới dạng là doanh nghiệp tư nhân nếu trong trường hợp mà anh ta chỉ có một chủ. Thế thì nó cũng rất là vô lý khi mà anh ta buộc phải thực hiện những cái thủ tục trước đó, chỉ đơn giản anh ta là một cá nhân trong khi không nhất thiết cần phải thực hiện những cái thủ tục như vậy để xin được cái giấy phép đấy. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái sự bất cập xuất phát từ cái việc là chúng ta gọi tên nó đã không chuẩn ngay từ đầu. Vâng, tôi nghĩ rằng là bên cạnh ý kiến Phương Chi, tôi thấy rằng thế này, ví dụ như tôi lấy một cái ví dụ rất là điển hình, đó là một cái hộ kinh doanh gia đình là họ sản xuất ra cái khuôn đúc và có thể bán cho nước ngoài rất là nhiều. Nhưng khi họ hộ gia đình thì họ không có, họ cũng có xuất khẩu cho Trung Quốc vân vân, nhưng họ không được hoàn thuế. Nhưng mà khi thành lập doanh nghiệp ấy thì toàn bộ sản phẩm đúc của họ là xuất khẩu sang kể cả sang Đức 100%. Và như vậy toàn bộ thuế giá trị tăng 10%, họ không phải nộp hộ được hoàn và toàn bộ giá thành nó sẽ giảm. Và họ là, tôi nhớ cụ đấy, cụ rất là già rồi, bây giờ cụ chuyển lại cho con cháu và các thành viên sáng lập. Thì cụ có nói rằng là cái vấn đề thành lập doanh nghiệp là một cái lợi ích rất là lớn, và nhờ có thành lập doanh nghiệp mà cụ đã giảm đi toàn bộ chi phí của doanh nghiệp đến 10%. Và bây giờ trong kinh doanh chỉ cần vài phần trăm thì đã là rất tốt rồi, nhưng đây mình những được hẳn là 10% không phải nộp thuế giá trị tăng. Hai nữa là bây giờ chúng ta biết rằng là gì, bây giờ ví dụ như là cá nhân kinh doanh, nhưng nếu như một cá nhân kinh doanh họ có thể rất là giỏi về phần mềm máy tính, nhưng các doanh nghiệp muốn mà người ta muốn là lưu trữ cơ sở dữ liệu, làm hóa đơn điện tử vân vân, thì người ta phải cần nguồn nhân lực và cần và kỹ thuật và quy mô. Vậy thì có thể người ta sẽ không thể nói cho phép là một cái cá nhân làm phần mềm máy tính lại sử dụng cả cái phần mềm hóa đơn bán hàng hoặc là hóa đơn điện tử, mà bắt buộc phải có một cái doanh nghiệp để đủ nguồn nhân lực ạ. Và như vậy rõ ràng trong những trường hợp đó thì phải đưa ra những cái điều kiện, cũng có những cái điều kiện thì không đúng, nhưng có những điều kiện, tôi lấy ví dụ như là dữ liệu phần mềm thì chắc chắn người ta phải có cơ sở dữ liệu, có hệ thống, thì một cá nhân không thể nào có đầy đủ một cái hệ thống để có thể làm những việc đó, mà rõ ràng buộc phải doanh nghiệp. Rõ ràng là tôi thấy rằng là ở đây chúng ta cũng đều nhận định một cái điều là chuyển cái hộ thành doanh nghiệp thì là tốt hơn. Đấy, nhưng vấn đề là tại sao thì người ta lại rất là ngại là chuyển hộ doanh nghiệp, kể cả những cái hộ mà như là bà Cúc nói rằng người ta cũng làm một khuôn đúc rồi xuất khẩu rồi có thể được miễn thuế gia tăng, phải đến một giai đoạn nào đấy người ta mới chuyển sang, chứ không phải là ngay lập tức người ta đã chuyển ngay từ đầu. Đấy thì tôi cho rằng là thực sự có lẽ những vấn đề liên quan đến các cái rào cản để mà cho cái hộ ấy, người ta nhìn thấy rằng là khi chuyển doanh nghiệp người ta sẽ gặp phải vô vàn những vấn đề mà người ta e ngại. Đấy, và như vậy thì người ta có khi người ta không nhìn thấy cái lợi lâu dài đâu, người ta chỉ nhìn thấy những cái lợi rất là ngắn hạn thôi. Ví dụ chẳng hạn như là khi mà thành doanh nghiệp mày người ta phải ngay lập tức phải có cái hệ thống kế toán, hệ thống ghi chép, ngay lập tức người ta có thể phải chịu kiểm tra thanh tra, ngay lập tức là người ta phải làm các cái báo cáo, và như vậy thì người ta phải tăng cái chi phí lên và người ta không được tự do. Trong khi nếu như mà người ta ở hộ ấy, thì người ta có thể là gì, không phải làm chuyện trên, làm thế nào cũng được, và thứ hai nữa là nếu như khéo ra thì người ta lại còn có thể giấu thuế được, trốn thuế được, bởi vì chẳng ai thanh tra, chẳng ai kiểm tra ở chỗ đấy, có một cái mức thuế khoán rồi, làm việc khéo với lại các cái bộ phận định thuế thì là sẽ được một chính sách thuế thấp hơn, và như vậy thì người ta nhìn thấy những cái lợi ích trước mắt là có ngay. Thế còn những cái lợi ích lâu dài nói rằng như vậy là sẽ phát triển tốt hơn, sẽ được miễn trừ thuế giá trị gia tăng, những cái thứ đấy là người ta nhìn thấy ở đâu nó xa quá, và chính vì những thứ đó nó làm cho các cái hộ người ta đều thấy rằng là rất là ái ngại. Và như vậy thì tôi cho rằng là có lẽ ở đây chúng ta phải nhìn vào hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là trước hết phải bản thân cái cơ
cơ chế về quản lý đã. Cái quản lý tôi thấy như Đức nói rất đúng, tức là chúng ta có một cơ chế quản lý nó không công bằng giữa các cái chủ thể này. Đục cung là hoạt động kinh doanh, nhưng anh đã thực sự một cái cơ chế quản lý nó không công bằng. Và như vậy thì cơ chế công bằng đấy nó dẫn đến cái chuyện là người ta sẽ tìm cách, người ta lợi dụng, người ta tìm cách, người ta làm sao đấy để vào những cơ chế có vẻ có lợi hơn. Thứ hai nữa là bản thân các cái hộ kinh doanh cũng đều là những cái hộ mà người ta đi lên từ những cái hoạt động rất là nhỏ lẻ, có thể nó không chuyên nghiệp, cho nên người ta cũng không thể có cái nhận thức một cách rất đầy đủ, bài bản. Chính vì vậy cho nên tôi cho rằng ở đây có lẽ chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh, kể cả về hai phía, tức là kể cả về quản lý nhà nước và kể cả về phía doanh nghiệp. Và chính vì vậy thì cái điều mà chúng ta nói rằng là phải ép hay là phải buộc các hộ để chuyển thành các doanh nghiệp, tôi cho rằng chắc là cũng chưa thể, chưa phải là phù hợp. Thế nhưng mà nếu chỉ để cho các hộ mà người ta hoàn toàn tự nguyện để người ta chuyển thành doanh nghiệp thì tôi nghĩ là cũng không biết đến lúc nào người ta mới hưởng được những cái thành quả đó. Và rõ ràng ta nhìn thấy đây là một cái xu hướng tất yếu để tạo ra một cái sự công bằng, tạo ra một cái sự bình đẳng và tạo ra một cái cơ hội cho cái phát triển bền vững. Thì rõ ràng là chúng ta phải thực hiện song trùng cả hai cái giải pháp để mà thúc đẩy quá trình này. Tức là vừa khuyến khích mà vừa ép buộc. Rõ ràng chúng ta phải đưa ra một cơ chế để người ta lựa chọn. Nếu như mà người ta đi theo con đường vào doanh nghiệp thì người ta sẽ được hưởng một loạt các cái yếu tố như này. Và những điều kiện người ta nó đã sẽ là như thế này. Ngược lại nếu anh không đi vào doanh nghiệp mà anh lại cứ tiếp tục duy trì một cái cơ chế như là cái hộ kinh doanh đấy, thì anh sẽ phải chịu một loạt các cái ràng buộc như thế này, chứ không được hưởng thụ những các cái mà như trước đây nó không có. Hiện tại ví dụ, đang là như thế à, không à. Phải tôi nói ví dụ chẳng hạn hiện nay này này, nếu như bây giờ chúng ta gọi là hộ kinh doanh là tôi tự thân tôi tự kinh doanh, tôi tự làm, tôi tự quản lý, tôi không có thuê mướn lao động gì cả, đúng không ạ? Thì cái chuyện đấy có thể là tôi thì sẽ quản lý một khác đấy, và thế nhưng mà bây giờ nếu như bây giờ tôi lại thuê người, tôi lại có các quan hệ rồi, đúng không ạ? Thế thì khi đấy phải có cái quận chuyện là gì, nhà nước quản lý vào cái hoạt động này, chứ không phải là bỏ chống hiện nay đấy. Chúng ta phải đưa ra cái cơ chế đó, tức là bản thân anh đã có phát sinh các quan hệ lao động thì khi đấy nhà nước phải có cái can thiệp, nhà nước phải có cái kiểm soát, chứ không phải là bỏ không đấy. Nhưng mà cách kiểm soát của cái người được gọi là hộ kinh doanh với lại cách kiểm soát của doanh nghiệp là có thể nó sẽ có những cái điều kiện nó khác nhau. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy rằng là những cái doanh nghiệp lớn thì ta phải nộp thuế khấu trừ, rồi ta phải nộp thuế giá trị gia tăng để phải tính đầu ra đầu vào. Thế nhưng mà cái doanh nghiệp bây giờ người ta nó nhỏ, quy mô nó kinh doanh theo kiểu hộ này thì có thể hình thức người ta cho nộp thuế theo dạng là thuế doanh thu, theo tỷ lệ doanh thu chẳng hạn, nó đơn giản hơn. Người ta không phải tính xem là đầu ra bao nhiêu, đầu vào bao nhiêu. Nhưng mà nếu như anh có điều kiện mà anh thấy rằng là tính giá trị gia tăng tốt hơn thì anh hạch toán để tính giá trị tăng. Như vậy anh có nhiều cơ hội lựa chọn hơn. Nhưng mà nếu như anh mà là cá nhân, hộ gia đình anh kinh doanh, anh có thuê mướn lao động, anh cũng phải thực hiện cái quản lý thuê mướn lao động, chứ không phải là anh không kiểm soát, không phải là không có kiểm tra, không phải không có thanh tra. Thì tôi cho rằng là khi chúng ta phải đưa ra điều kiện đó thì người ta sẽ buộc lòng người ta phải lựa chọn đấy. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ thúc đẩy dần dần người ta thấy rằng là nếu ở hộ nó cũng không có lợi gì hơn, không có trốn tránh gì được hơn, thì người ta sẽ tìm cách người ta đi vào những con đường nó chính thống hơn. Tôi nghĩ thế này, hiện nay những cái chính sách mà như anh Cường nói thì chúng ta đã có. Ngay cả các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì cũng đã có một cái chế độ kế toán rất là đơn giản, vừa mới ban hành trong năm ngoái. Và cũng được áp dụng những cái biện pháp, nó là có thể là áp dụng là doanh thu đến mức nào thì nộp phương pháp hỗ trợ, và doanh thu bé hơn thì chưa đủ điều kiện thì chúng ta cũng áp dụng phương pháp là nộp thuế trên doanh thu. Nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề là thế này. Vấn đề là chúng ta đưa ra chế độ những cái quản lý thực tế, cái kiểm tra kiểm soát thực tế là chưa tốt đối với các hộ cá nhân kinh doanh. Ví dụ hiện nay chúng ta vẫn nói rằng là gì, cứ sử dụng lao động là phải nộp bảo hiểm, và thậm chí người giúp việc cũng phải là nộp bảo hiểm. Nhưng đã ai kiểm tra đến các hộ là với lại các cái gia đình đã nộp bảo hiểm cho những người giúp việc cơ? Có nghĩa là chúng ta đưa ra cái chế độ có, nhưng mà chúng ta không có cái quản lý, không có cái thực hiện cụ thể. Vậy thì đi bên cạnh cái chính sách thay đổi thì quan điểm của tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải tăng cường quản lý các hộ cá nhân kinh doanh, để các hộ cũng phải chấp hành đúng tất cả các cái chính sách chế độ hiện hành, chứ không phải là chúng ta chỉ dừng lại. Tôi lấy ví dụ thế này. Ví dụ như bây giờ là bảo hiểm xã hội thì không chỉ kiểm tra doanh nghiệp mà chúng ta cũng đưa ra là gì, kiểm tra bao nhiêu hộ, doanh nghiệp tỷ trọng bao nhiêu, thì đối với các hộ cá nhân kinh doanh cũng phải đưa vào tập trung và cũng xử lý như là doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì là các cái chế độ về tất cả về thuế, thì chúng ta phải đảm bảo rằng là gì,
cái tỷ lệ về thuế và cái mức doanh thu về thuế để những cái hộ cá nhân kinh doanh tối thiểu cũng phải bằng mức nộp của các doanh nghiệp, chứ không thể nào có cái tình trạng là giấu doanh thu hoặc là không kê khai để dẫn đến là giấu doanh thu. Thì có thể là cái thuế suất nó vẫn như vậy, nhưng vì giấu doanh thu cho nên là đáng lẽ là doanh thu là mấy tỷ đó thì nó chỉ xuống thành là nhỏ hơn. Thì cái riêng việc giấu doanh thu đã được giảm thuế rồi, và như vậy chúng ta lại có những biện pháp kiểm tra, điều tra hợp lý. Rất là đơn giản, tôi lấy ví dụ khi chúng tôi ra nước ngoài, chúng tôi sang Nhật, thì người ta nhìn ví dụ như là một hiệu gạt tần hoặc hiệu phở, cán bộ thuế hoặc là những cái thanh tra ấy, họ chỉ đến ngồi đấy một buổi, họ ngồi ăn và họ biết rằng là tại cái giờ này, cái quầy này là có bán được bao nhiêu bát phở, và họ đếm. Ví dụ một bát phở là 30.000 và tại một cái khung giờ này là có 50 người ra vào, thì họ chỉ cần tính là gì? Một cái khung giờ bình quân này là 50 người nhân với một bát phở là 50.000 và nhân với một tháng thì doanh thu là bao nhiêu? Và có khi người ta tìm ra là gì? Cái doanh thu mà cái hộ đó kê khai so với thực tế nó chỉ bằng 1/500, có hộ là 1/500 chứ không phải là mình là 1/10. Và từ đó là gì? Người ta điều chỉnh. Và khi điều chỉnh lên đúng cái mức đó thì rõ ràng là người ta thấy rằng là như vậy nó phải thay đổi cái cơ chế. Và còn lại những cái cơ chế phạt rất là nặng thì tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề về thuế. Rồi cả vấn đề về an toàn thực phẩm, rồi lại là chế độ là bảo hộ lao động, tất tần tật người ta đều làm rất là chặt. Và người ta cho rằng những cái lĩnh vực này là nó không an toàn, cho nên càng có cái biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hơn, để an toàn cho những cái người lao động làm việc trong khu vực đó. Và khi tất cả nó nâng lên thì buộc người ta thấy rằng mình làm ở những cái hộ này lại cũng bị kiểm tra kiểm soát như vậy, nhưng mà cái ưu đãi lại không có, những cái đảm bảo lại không có, thì buộc người ta là phải chuyển sang. Nhưng nếu bây giờ chúng ta cứ buông lỏng, không kiểm tra kiểm soát, thì rõ ràng người ta thấy rằng là chúng tôi ở bên này thì thấy đơn giản hơn, không bị thủ tục hành chính, nhưng mà ở đây có lợi hơn thì tôi làm. Rõ ràng là chúng ta đây đang thực hiện là không bình đẳng. Trong cái chuyện là về mặt luật pháp đấy, cho cái đối tượng của cái hộ so với doanh nghiệp, thực sự thì bây giờ nó không đến mức là chúng ta phải can thiệp bằng các cái con người. Ví dụ chẳng hạn bà Cúc nói rằng là ngồi để đếm bát phở hay là kia, biện pháp thôi. Đấy là cái, đấy là cái mà có thể ngày xưa thôi. Bây giờ chúng ta nhìn thấy cái hệ thống về mặt gọi là công nghệ thông tin, đúng không ạ? Thế thì chẳng cần phải đếm gì cả. Nếu như chúng ta đã quy định cái việc đó mà kiểm soát đến doanh nghiệp, ta có kiểm tra, thì bất kể một doanh nghiệp nào, một ngày người ta bán ra bao nhiêu hàng, người ta bán ra bao nhiêu bát phở, người ta thu bao nhiêu tiền, cái đấy không cần phải ngồi đếm, người ta cũng có thể biết ngay được. Nhưng như và người ta không khai với mình, anh ạ, đấy, đấy là vấn đề. Vậy thì vấn đề nhà nước có kiểm tra hay không? Đấy thì vấn đề rõ ràng là như vậy. Cái việc mà chúng ta đang thực thi các hệ thống pháp luật đối với lại cái các đối tượng này nó không công bằng. Vâng ạ, vậy cho nên tôi mới nói rằng là khi chúng ta làm việc đấy tốt, chúng ta đừng đến nói rằng là bắt cái người này phải vào doanh nghiệp. Nhưng mà chúng ta hãy làm tốt cái việc đi, thì tự các hộ người ta sẽ thấy rằng tôi có ngồi ở hộ, tôi cũng không có cái gì là trốn tránh được. Tôi thấy rằng tôi vào doanh nghiệp nó công bằng, khai minh bạch, thậm chí có khi cái kiểm tra của tôi tốt hơn. Nếu như vào doanh nghiệp, hồ sơ giấy tờ người ta đầy đủ, người ta cũng có hệ thống kiểm soát đầy đủ, thậm chí những doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta còn có cái chính sách là gì, là có cơ quan để hỗ trợ cho họ về mặt gọi là giấy tờ, sổ sách, tập huấn. Nếu như đã có cái cơ quan đó người ta vào người ta hỗ trợ rồi thì doanh nghiệp này có thể không cần phải kiểm tra, không cần phải thanh tra nữa. Đấy, trong khi đó nếu như anh cứ để hộ kinh doanh, tôi có thể tôi đến tôi cũng kiểm tra anh, tôi cũng thanh tra, chứ không phải rằng là không kiểm tra, không thanh tra. Đấy, và như vậy thì nếu chúng ta thực hiện thế thì người ta sẽ lựa chọn ngay, người ta sẽ lựa chọn rằng là tôi sẽ vào con đường doanh nghiệp nào tốt hơn là tôi để hộ. Đấy, tôi nhưng tôi cho rằng ở đây chúng ta phải tìm ra cái cơ chế để tự cái người kinh doanh người ta sẽ phải lựa chọn. Nhưng ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm, hiện nay chúng ta đang có một cái tồn tại. Anh nói như vậy, nhưng làm sao cơ quan thuế biết được rằng là doanh thu họ bán là bao nhiêu? Họ có kết nối máy tính với cơ quan thuế đâu, họ không kết nối. Đối với các nước khác là họ kết nối cái cốt đó với cơ quan thuế. Nhưng ở đây chúng ta là thị trường tiền mặt đang rất là tràn lan. Vậy thì thay vì chuyển khoản qua ngân hàng thì người ta biết rằng là doanh thu đó sẽ qua tài khoản ngân hàng thì sẽ biết. Nhưng mình là tiền mặt tất cả, và tiền mặt xong người ta xong ăn xong người ta đi, người ta mua hàng xong người ta đi, vậy thì cơ sở nào để cơ quan thuế dùng các cái biện pháp quản lý? Vậy như vậy là một là cái vấn đề tăng cường cái thanh toán qua ngân hàng, để bắt buộc là thì có thanh toán qua ngân hàng thì chắc chắn mình chúng ta sẽ nắm được cái doanh thu. Nhưng trong lúc là mình chưa thanh toán qua ngân hàng, chưa làm triệt để, rồi lại là không quản lý được doanh thu thực, và người ta chắc chắn là người ta biết số tiền là bao nhiêu để người ta tiến doanh thu, nhưng cơ quan thuế không biết,
thì phải có những cái biện pháp cho phù hợp. Tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ hiện đại hơn, nhưng tôi nghĩ rằng một trong những biện pháp đó là phải tăng cường thanh toán qua ngân hàng thì nó mới quản soát được doanh thu. Thuế hiện nay tôi thấy rằng cải tiến khá là tốt trong cái hệ thống về thuế điện tử. Hóa thuế điện tử đúng không? Hộ kinh doanh đấy là gia đình với doanh nghiệp. Vâng, doanh nghiệp đó điện tử, người ta tự là hóa đơn cơ mà. Có cần phải là viết hóa đơn đâu. Và bây giờ gia đình người ta, chúng ta biết là đi nước ngoài chúng ta nhìn thấy nha, bán hàng xong anh trả tiền xong thì cần gõ cái máy cái nó in ra một cái tích kê như là cái tích kê của cái taxi. Cái ông lái taxi ông còn in được cái tích kê cơ mà. Và ông còn biết được bao nhiêu tiền cơ mà. Vậy thì bất kể gia đình nào ông bán phở hay ông bán tăm hay ông bán gì, cứ đưa tiền cho tôi gõ một cái ra tích kê đây của chị 1.000, của chị 5.000 thế thôi. Còn ông khách hàng ấy, ông nhận cái tích kê không, chuyện là chuyện của khách hàng. Không rồi anh bỏ trong cái sọt rác. Đúng không ạ? Cái việc rất đơn giản thôi. Trước khi ông nhận tiền người ta là lên công nước 1.000, gõ một cái thế nó ra 1.000 cái tích kê xong. Và tất cả đấy trong hệ thống máy tính nó lưu lại. Trong hệ thống máy tính lưu lại, và chúng ta biết rằng là hệ thống máy tính lưu lại thì anh mà không kê khai, bất kể khi nào người ta đến để kiểm tra, người ta truy cập vào cái ổ máy ông đã xóa máy, ông đã điều chỉnh dữ liệu, đúng không ạ, là ông sẽ bị xử lý. Vậy thì khi đấy người ta mới thấy rằng cái điều là gì, thôi tôi kê khai thật chứ tôi không làm cái chuyện là lấy gieo tối 1.000 để tôi không bị phạt. Và như vậy thì người ta sẽ làm thật ngay. Cơ bản là cái gì, chúng ta không thực thi cái cách quản lý, chúng ta không thực thi. Và hành thuế hôm nay tôi đã làm rất tốt, làm rất tốt cái việc là điện tử hóa, hoàn toàn chúng ta có thể làm kiểm soát được chuyện này được. Tôi thì không đặt cái vấn đề về việc chuyển đổi giữa hộ kinh doanh và thành doanh nghiệp hay là thành công ty. Bởi vì tôi cho rằng là nếu như mà bản thân một cá nhân muốn đi kinh doanh, họ cứ đi kinh doanh với tư cách cá nhân, họ chẳng cần phải hợp tác với ai để thành một công ty cả. Trong trường hợp nếu mà họ muốn hợp tác với người khác vì thiếu vốn, vì thiếu trình độ hay là vì cần có người đầu tư, thì họ thành lập dưới dạng một công ty. Đó là hoàn toàn việc quan hệ nội bộ của họ. Ta không đặt vấn đề về việc là tự dưng bây giờ một cá nhân lại cứ phải đi kiếm thêm một người nữa là để thành lập một cái công ty để kinh doanh làm gì cả. Cái vấn đề đặt ra là cái biện pháp quản lý của nhà nước đối với một chủ thể đi kinh doanh, bất luận là công ty hay là cá nhân kinh doanh, thì anh ta đang quản lý giới với có công bằng với nhau không? Ở đây mình lưu ý mấy vấn đề này. Thứ nhất, cái khái niệm cá nhân đi kinh doanh ấy, nó không phải là cá nhân là anh ta không được tuyển dụng lao động. Cá nhân kinh doanh vẫn tuyển dụng lao động bình thường, cái việc đấy là không ai hạn chế cả, trên thế giới cũng không có nước nào hạn chế cả. Cái khái niệm cá nhân kinh doanh có nghĩa là chỉ có một người bỏ vốn ra, đứng ra làm chủ. Do đó nó sẽ không nảy sinh những cái vấn đề quan hệ giữa cổ đông với hội đồng quản trị, với ban giám đốc. Bởi vì nó không có những cái mối quan hệ đó. Luật công ty chỉ điều chỉnh cái vấn đề liên quan giữa cổ đông, hội đồng quản trị, ban giám đốc, thành viên góp vốn. Đấy là vấn đề của luật công ty. Và nếu như không nảy sinh vấn đề đấy thì chúng ta không cần cái pháp luật để điều chỉnh cái vấn đề đấy, thì hộ kinh doanh sẽ không còn vấn đề đấy. Tuy nhiên hộ kinh doanh sẽ gặp một cái vấn đề hiện tại đang vướng, đấy là cái đăng ký kinh doanh. Đăng ký kinh doanh với doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh với cá nhân kinh doanh hiện tại là đang khác nhau về mặt thủ tục, về mặt nội dung kê khai, về mặt thậm chí là nhập cơ sở dữ liệu. Từ đó nó xuất phát đến một cái việc là cơ quan nhà nước khi mà thanh kiểm tra họ lại nhìn vào cái danh sách doanh nghiệp, nhưng họ không nhìn vào cái danh sách hộ kinh doanh đi kèm bên cạnh đó. Họ cứ tập trung vào một danh sách để họ đi kiểm tra. Đấy cũng là một cái vấn đề mà chúng ta gặp phải. Rồi cái việc công bố những danh sách lên thì đấy nó gây ra một hậu quả. Thì tôi nghĩ rằng vấn đề nó rất đơn giản thôi. Hiện tại chúng ta chỉ cần xoay lại rằng là về mặt đăng ký sẽ là đăng ký chủ thể kinh doanh bao gồm cá nhân kinh doanh và tổ chức kinh doanh là công ty. Và sau đó thì tất cả những cái đấy chung một cơ sở dữ liệu. Việc quản lý những cái biện pháp về thuế sẽ đi theo anh nào doanh thu nhiều, anh nào doanh thu ít trong ngành nào. Quản lý an toàn thực phẩm sẽ đi theo là anh kinh doanh loại thực phẩm gì với quy mô bao nhiêu. Quản lý về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc là anh có cơ sở như thế nào, có những loại thiết bị điện hay là máy móc như thế nào có thể nguy cơ cháy nổ, dựa trên tất cả những cái đấy. Còn không liên quan đến việc đó là một người hay là nhiều người. Nhiều người thì xuất phát quan hệ nội bộ, đấy là việc của luật công ty, chúng ta không giải quyết bằng luật phòng cháy chữa cháy, luật bằng thuế hay là bằng lao động. Còn trường hợp mà là một cá nhân thì chúng ta chỉ giải quyết cái vấn đề cá nhân đấy, đối xử mối quan hệ với bên ngoài. Thì ở đây cần phải rất rõ cái khái niệm của cái việc là phân loại những cái mối quan hệ xã hội, thì từ đó chúng ta mới đưa ra những cái pháp luật quản lý cho nó hợp lý. Vâng. Và cũng nghĩ sao?
Tôi nghĩ rằng mỗi người đều có cái quan điểm. Nếu như chúng ta, khi mà chúng ta đặt vấn đề rằng là cá nhân kinh doanh cũng như thế thì chúng ta phải thay đổi cả một cái hệ thống pháp luật đó. Bởi vì hiện nay chúng ta cũng có cả cái quy định về kể cả luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp thì nếu như chúng ta muốn là chuyển đổi là cái hộ cá nhân kinh doanh vào luật doanh nghiệp thì nó lại cũng là đơn giản, nhưng chúng ta vẫn có cái khái niệm về hộ. Chúng ta sẽ có là gì? Khái niệm về hộ hiện tại đã được bỏ ở trong luật Bộ luật dân sự. Bộ luật dân sự trước đây có khái niệm hộ gia đình. Rồi. Tuy nhiên thì Bộ luật dân sự hiện tại đã bỏ khái niệm hộ gia đình từ năm 2015 và hiện tại không có cái được gọi là cái gói là quan hệ dân sự của hộ gia đình. Hộ gia đình sẽ được khi mà một hộ gia đình quan hệ bên ngoài mua bán hàng hóa, giao dịch tất cả mọi thứ, tuyển dụng lao động thì sẽ dựa trên tư cách của từng cá nhân trong hộ gia đình đó. Trong trường hợp nếu muốn thì những thành viên khác có thể ủy quyền cho một thành viên đứng ra đại diện. Hiện tại Bộ luật dân sự không còn khái niệm gọi là chủ thể là hộ gia đình mà chỉ là những cá nhân trong hộ gia đình và hoàn toàn đi theo cơ chế ủy quyền. Nên chúng tôi cho rằng là không còn cái khái niệm đấy để mà chúng ta để mà chúng ta gọi. Từ năm 2015 Quốc hội đã quyết điều đấy rồi. Nhưng mà thưa anh là đây là gì? Thưa anh Đức là chúng ta nói về cái từng bộ luật một thì hiện nay luật thuế nó vẫn còn tồn tại. Và như vậy thì rõ ràng là gì? Vẫn còn tồn tại là trong cái cá nhân kinh doanh nó phân biệt là cá nhân là có giữa cái quan điểm giữa cá nhân và giữa cái phần pháp luật và để tách ra nộp thuế nó lại cũng khác nhau. Tôi lấy ví dụ như là trong cái cá nhân kinh doanh thì hiện nay chúng ta có hai khái niệm đúng không ạ? Trong cá nhân kinh doanh và công ty kinh doanh, trong cái cá nhân đó thì sẽ có những cái cá nhân là gì? Cá nhân có thu nhập tiền lương tiền công thì không gọi là cá nhân kinh doanh. Nhưng có những cái cá nhân hoàn toàn một mình thì cá nhân hành nghề độc lập, ví dụ họ chỉ cần là đi tư vấn riêng và thậm chí về sau những cái hành nghề về thuế cũng là chỉ cần một người. Nhưng một khác nữa là nhóm cá nhân kinh doanh. Thì nhóm cá nhân kinh doanh đó khái niệm của mình vẫn khác với lại một cái cá nhân kinh doanh. Và như anh Đức nói là đúng, chúng ta cá nhân kinh doanh thì cũng có thể là thuê lao động. Cái cá nhân kinh doanh đó thuê 4-5 người và lúc đó là gì? Trong cái đó khi xác định nghĩa vụ thì không phải là của một người đó, lại của một nhóm người. Thì đúng là khi tính thuế thì người ta phải tách ra. Cái cá nhân đó thì sẽ là chủ, thì người ta sẽ được cái gì là được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn những cái người làm công thì những người làm công đó thì họ không phải là có vốn, thì họ sẽ là tiền lương tiền công, thì sẽ thuế thu nhập cá nhân. Thì lúc đó phải xác định nghĩa vụ thuế cũng trên cơ sở cái đó. Và khi mình cá nhân kinh doanh thì cái chi phí của mình không được hạch toán vào chi phí. Và như vậy cái hệ thống luật pháp nó cũng có những cái bộ luật nó khác nhau, chứ không phải chúng ta chỉ có một luật là nó thay đổi. Và như vậy chúng ta cũng phải thay đổi đến phù hợp với thực tế. Thay đổi rất nhiều luật. Rất là nhiều. Vâng. Vì mình vẫn còn cái tồn tại đó, khái niệm đó. Và như bạn nói là cái khái niệm đó nó chỉ có ở Việt Nam và ở Trung Quốc. Nhưng rõ ràng mình đã hình thành. Và kể cả bây giờ các cái nghị quyết của mình cũng có những cái cụm từ là như vậy. Thực ra thì cái khái niệm về hộ kinh doanh ấy, nó không phải là hộ gia đình kinh doanh. Đấy, hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh là một cái phạm trù để cho một chỉ ra một cái hình thức kinh doanh. Chứ nó không phải là cái hộ gia đình đó đứng là kinh doanh. Không gọi hộ gia đình, đây là hộ kinh doanh cá thể mà. Phân biệt nhau, nhưng mà rõ ràng là khi luật pháp chúng ta còn đang để tồn tại ra một cái phạm trù đó, thành ra chúng ta điều tiết nó bằng các cái cơ chế tài khác nhau và đặc biệt thực thi là khác nhau nữa, dẫn đến nó tạo ra một cái sự bất bình đẳng, một cái sự công bằng. Hiện nay cả nước cũng có 5,5 triệu hộ kinh doanh. 5,5 triệu hộ cá nhân kinh doanh. Và trong đó đăng ký quản lý thuế, được đăng thu thuế là 1,6 triệu hộ. Và đây người ta không gọi là gia đình mà đây là hộ. Người ta có thể thuê bên ngoài hoặc là có thể một cái nhóm người với nhau. Thì vẫn có cái khái niệm đó và vẫn có thống kê đầy đủ hết tất cả. Tuy nhiên thì cái 1,5 triệu hộ là có quản lý thuế 16 triệu. Nhưng mà thực ra những người kia vẫn được thuế chứ. Không. Họ sẽ nộp thuế hiện nay. Vâng. Họ đấy là cái vấn đề đúng như người ta vẫn đang đúng nộp thuế. Như anh Cường nói. Vâng. Là người ta đang nộp thuế, chỉ có nộp thuế môn bài thôi, nhưng vâng, lẽ ra nếu chúng ta quản lý thuế tốt thì không phải là chỉ 1,6 triệu mà có thể là nhiều hơn. Vậy thì chúng ta, nếu chúng ta chỉ nhìn mà chúng ta không kiểm tra vào các ổ cứng, không kiểm tra vào các cơ sở dữ liệu thì rất là khó. Và ở một số nước, ở Nhật Bản họ đã đề nghị mình là gì, kết nối tất cả những cái máy tính tiền của các cái đơn vị, những siêu thị, những cây xăng đó với cơ quan thuế thì không thể nào trốn thuế được mà chẳng cần hóa đơn. Ví dụ khi mình đã kết nối với cây xăng rồi thì cứ bán một lít xăng, cơ quan thuế nắm được ngay. Còn anh phá cái khóa đấy ra thì anh là cái tội trốn thuế. Và như vậy các cái máy tính tiền đều kết nối cả, nhưng mà mình lại chưa làm được cái điều đó. Cho nên mình lại là 6 triệu. Nhà nước không làm được, nhưng mà nước không làm được. Nhưng mà bây giờ mọi người thấy rằng là có những cái bạn trẻ, bạn đứng lên bạn lập ra khoảng 5-7 cái nhà hàng bán trà, bán cà phê, bán các cái đồ ấy. Bạn đứng một mình bạn quản lý. Còn tất cả những người, từ cái người bán hàng, người thu ngân, người nhập hàng vào vân vân, đều là thuê hết. Và một mình bạn ấy ngồi ở nhà thôi, bạn ấy bật cái điện thoại lên, biết được ngay là cái
quán hàng này vừa xuất ra một cái cốc cà phê cho ai bao nhiêu tiền, nhập vào đấy một cân nho thế nào, biết hết. Đấy, tức là một cái người mà người ta có thể quản lý được toàn bộ cái đó. Tức là ý ông Cường giải pháp là gì? Đúng ạ, như vậy chứng tỏ là gì? Nếu chúng ta thực thi, là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được những cái hoạt động kinh doanh của dù là hộ hay là dù là cá nhân hay là dù doanh nghiệp, mà cái hoạt động đấy nó đã diễn ra các cái quan hệ giao dịch như thế nào, doanh thu như thế nào, nhập hàng vào như thế nào, vân vân, đều có thể kiểm soát được. Cái vấn đề là gì? Chúng ta không đưa ra cái cách thức để kiểm soát, thậm chí chúng ta bỏ qua. Đấy, và trong cái số tôi rất quan tâm, trong cái số gọi là khoảng chừng độ hơn 3 triệu, gần 4 triệu hộ mà chúng ta có hiện nay ấy, chỉ có nộp cái thuế buôn bài không ấy. Thực ra cái người kinh doanh những cái hộ đó, người ta nói rằng người ta không phải chỉ nộp thuế buôn bài không đâu. Người ta nộp nhiều thứ khác, nhưng mà nó không trở thành một cái chính thức như là cái thuế của các cái doanh nghiệp. Người ta được hưởng một cái lợi là người ta không phải thanh tra, không phải kiểm tra. Nhưng mà trên thực tế, người ta phải nộp những cái phi chính thức rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái đấy có khi người ta không nhìn thấy đâu. Doanh nghiệp người ta không nhìn thấy đâu. À, xin lỗi, cái hộ người ta không nhìn thấy đâu. Nếu như chúng ta đưa ra một cái cơ chế để mà kiểm soát, nó thực sự công khai, nó thực sự minh bạch. Những cái hộ này, anh cái gì phải đóng góp, cái phần anh đáng phải đóng. Cái chuyện như bà Cúc nói rằng người ta nộp thuế buôn bài là bởi vì sao? Bởi vì doanh thu rất nhỏ, cái kinh doanh rất đơn giản. Đấy, còn nếu như nó đạt đến cái mức độ là anh phải nộp thuế rồi, là anh phải nộp thuế. Nhưng mà cái hội đồng thuế hiện nay chúng ta đang xác định theo cái hội đồng thuế của địa phương. Cái hội đồng thuế đấy người ta có thể ấn định nó là bằng này, có thể ấn định bằng kia. Vậy thì nếu chúng ta thay đổi cơ chế đi, chúng ta có một cơ chế xác định rõ anh đã kinh doanh bằng này, doanh thu này, anh phải nộp thuế này. Người ta không trốn tránh được chuyện đó, thì khi đấy tôi thấy rằng là người ta cũng chẳng ngại ngần gì cái chuyện gọi tên tôi là hộ kinh doanh hay là doanh nghiệp. Mà nếu như vào doanh nghiệp tôi lại được hưởng ưu đãi hơn, tôi lại được quyền là gì, vay vốn ngân hàng thuận lợi hơn vì pháp nhân của tôi rõ ràng hơn, hồ sơ của tôi đã được nhà nước kiểm tra, tín dụng sẽ tin cậy hơn, đúng không ạ? Tất cả những cái đấy thì tự nhiên người ta sẽ chuyển thôi. Đấy, thì tôi cho rằng là mấu chốt của vấn đề ở đây là chính ở cái cơ chế quản lý của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tôi nhất trí với anh Cường ở cái mức độ này. Hiện nay là các hộ cá nhân kinh doanh họ chịu rất là nhiều các khoản mà không phải là thuế. Tôi lấy ví dụ như là cái có những cái mình gọi những cái từ gọi là bảo kê ở chợ đấy. Ở chợ người ta sẽ nộp rất là nhiều cái, rồi điện rồi nước rồi vệ sinh rồi an toàn đủ tất cả các kiểu. Và trong lúc đó thuế chính thức nếu như nộp cho nhà nước thì ở các chợ thì thuế như vậy là có 1,5% thôi. Và nếu như cái mà chi phí họ thực bỏ ra không phải 1,5, họ bỏ chúng tôi muốn là đóng đủ thuế 1,5%, nhưng mà những cái khoản đó nó không phải nộp. Nhưng mà cái 1,5 thì nó rất là ít ạ. Nhưng bây giờ nó vấn đề là thế này, vấn đề là không phải là không muốn làm mà chúng ta chưa làm được ạ. Anh nhìn dung ra một cái chúng ta nói đó là rất là đơn giản, thì chúng ta khi ra quản lý có thể là 10 khách sạn hoặc là một chuỗi khách sạn mấy chục khách sạn thì một người quản lý người ta quản lý được. Nhưng bây giờ chúng ta nói rằng là muốn quản lý được những cái đó, chúng ta phải kết nối được cơ sở dữ liệu phần mềm của tất cả các cái hộ đó, 6 triệu đó hộ vào với cơ quan thuế. Vậy thì bây giờ chúng ta hình dung ra hiện nay các doanh nghiệp thì chúng ta đã có khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, và bây giờ hóa đơn điện tử đó nó đã áp dụng với lại các nhà hàng rồi lại các lại cái siêu thị hoặc là các cái hộ mà kinh doanh khách sạn này đã áp dụng rồi. Nhưng đấy chỉ có một phần rất là nhỏ. Vậy thì cái nguồn lực hoặc là cái tự giác của người ta để kết nối. Và như vậy khi mà chúng tôi nói rất là đơn giản, khi chúng ta kết nối được cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế cũng chẳng cần đi đâu, ngồi là biết ngay được lập tức xăng bán bao nhiêu, ở siêu thị này bao nhiêu, nhưng vấn đề người ta có kết nối hay không. Tất cả đều có cả, nhưng làm sao kết nối được. Và hiện nay trong cái quy định mới, cái nghị định 119 của chính phủ cũng có một cái thông tin là kết nối cơ sở dữ liệu từ máy tính tiền của doanh nghiệp với cơ quan thuế. Và đã những cái anh kết nối thế này thì anh giảm thiểu rất là nhiều, anh những cái thủ tục về hóa đơn anh cũng được tinh giản. Thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái ưu đãi thuế đưa ra những cái khuyến khích thì lúc đó người ta sẽ khuyến khích người ta sử dụng là để kết nối với cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế. Thế còn nếu như chúng ta ai kết nối thì thấy thuế rất là nhiều, còn không kết nối thì thuế ít, thì dẫn đến là người ta không kết nối đấy. Cho nên đấy là cái giải pháp cơ quan bây giờ tới, cho nên cái cách làm thế tôi nghĩ là nhà nước đều đã nhìn thấy và đã triển khai đấy, nhưng có điều là nó không triệt để thôi. Vậy thì cái mà thanh tra kiểm tra của ta ấy, là tập trung vào cái đối tượng là người ta còn đang tìm cách, người ta gây khó khăn, người ta bảo nó khó lắm chưa kết được. Đấy. Chứ đừng tập trung vào những cái ông mà ông đã chấp hành. Chứ cứ nhìn cái ông đã chấp hành tốt rồi lại tập trung vào để thanh tra kiểm tra những doanh nghiệp đó. Trong khi đó những doanh nghiệp mà kia có thể ta thanh tra kiểm tra những doanh nghiệp kia, ta sẽ phát hiện ra các cái phần sai phạm của ta nó ít hơn. Chứ chắc là bằng những doanh nghiệp lớn. Nhưng cái việc đấy chúng ta sẽ đưa được cả hệ thống nó vào một cách đồng bộ. Cho nên tôi cho rằng là đấy là cái mà chúng ta cần phải tăng cường hơn. Và cái hướng đi tôi nghĩ như vậy, rõ ràng nhà nước đã nhìn thấy rồi, cách thức là nhà nước đã nhìn thấy rồi. Vâng.
Nhưng mà cái chỗ đấy thì mình cũng nói lại một chút cho công bằng. Hiện nay thì tất cả không phải thanh tra thuế mà các cái thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, chúng ta cũng đang áp dụng một biện pháp là quản lý rủi ro. Và người ta đã lựa chọn doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp rủi ro cao hơn thì sẽ bị thanh tra thuế, thanh tra nhà nước và kiểm toán thì sẽ làm nhiều hơn ạ. Và như vậy đã có phân loại. Tuy nhiên nếu như người ta đang tính thế này về hiệu quả, cái hiệu quả giữa là chúng ta đi tung người ra để đi như vậy là 6 triệu hộ doanh nghiệp, với lại cái hiệu quả mà chúng ta tập trung quản lý rủi ro vào những cái doanh nghiệp đó và cái nguồn lực để làm thì hiện nay cũng có đang, vấn đề. Đang nhìn theo hiệu quả kinh tế đúng không ạ? Vâng. Đấy, cái nguồn thu, tức là đánh giá nào thu về nhiều hơn. Quản lý nhà nước thì tôi nghĩ là phải tạo ra một cái môi trường minh bạch, môi trường bình đẳng, môi trường công bằng. Đấy, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ là cái chuyện là ta làm thế ta sẽ mang được nguồn thu nhiều hơn. Lúc nào thì chúng ta cũng mong muốn là có môi trường công bằng, bình đẳng, minh bạch. Nhưng mà chương trình đối thoại rất mong muốn có những cái chi tiết cụ thể, có những cái nội dung, những cái vấn đề chúng ta giải quyết cụ thể thì là chúng ta sẽ gỡ dần được hơn. Chứ còn ai thì cũng mong muốn mục tiêu tốt đẹp đúng không ạ? Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì có lẽ rất là sôi nổi rồi, rất nhiều ý kiến khác nhau, sống hết số trước ạ. Có lẽ mỗi người một quan điểm. Tuy nhiên là trước khi kết thúc chương trình thì chúng ta cũng mong muốn là có một cái thông điệp, một cái nhắn nhủ ngắn gọn gì của các khách mời liên quan đến cái chủ đề của chương trình đối thoại ngày hôm nay ạ. Thì ông Đức có một cái mong muốn riêng. Tôi biết là từ đầu đến cuối thì ông Đức vẫn có một cái quan điểm nó rất là giống ông Hiếu ở số trước ạ. Thì ông Đức có thể có một chia sẻ về đấy ạ. Tôi chỉ mong là chúng ta gọi lại đúng cho cái tên gọi của vấn đề. Và tôi cũng mong nữa là các cái biện pháp quản lý của nhà nước, kể cả trên pháp luật lẫn thực thi, nó phải công bằng và bình đẳng, không phân biệt về gọi là thành phần kinh tế ở đây, mà quan trọng nhất không phân biệt về cái nội dung tổ chức của người ta, nhưng quan trọng nhất là cái rủi ro của người ta gây đến xã hội thế nào thì biện pháp quản lý nó tương ứng như vậy. Vâng, nghe gọi tên thì đơn giản thôi chứ còn để thay đổi cũng là... Vâng, bà Cúc thì sao? Tôi nghĩ rằng tôi cũng rất là mong muốn là dù rằng tên gọi như thế nào là hộ, cá nhân, kinh doanh, là doanh nghiệp thì tất cả các cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện quản lý, kiểm soát và thanh tra kiểm tra các đối tượng là doanh nghiệp cũng như các hộ cá nhân kinh doanh có thể bình đẳng, để người ta cảm giác là bình đẳng trước pháp luật về tất cả thanh tra kiểm tra, về tất cả các vấn đề thì người ta sẽ thấy được rằng là gì, ít lợi và người ta lựa chọn. Còn nếu như chúng ta không mang lại ít lợi mà người ta cảm giác là khó khăn thì mình có bắt buộc ép buộc thì người ta cũng không có tuân thủ được. Vâng, tìm cách để lách, để trốn. Vâng. Tôi cho rằng là trong kinh tế thì nếu như chúng ta mà dùng những biện pháp hành chính ép buộc thì cũng sẽ thất bại. Nhưng mà nếu không có đưa ra những các cái định hướng để cho các cái đối tượng điều chỉnh, người ta lựa chọn, và sẽ tạo ra một cái sự phát triển gọi là hỗn loạn, cũng sẽ không thành công. Do vậy cho nên là trong cái chủ trương này thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải tạo ra một cơ chế để làm thế nào cho trước hết là bản thân những người kinh doanh, người ta thấy rằng đi theo các cái thể chế, đi theo cái định hướng đó, người ta sẽ được hưởng cái lợi nhiều hơn, cái sự phát triển người ta bền vững hơn, và từ đó sẽ giúp cho cái quản lý nhà nước của cả một hệ thống nó đồng bộ hơn. Vâng ạ. Xin cảm ơn ba vị khách mời ạ. Một chương trình đối thoại với một chủ đề thì có lẽ là tuy là không mới ạ, thế nhưng mà liên tục là có rất nhiều những thông tin mới, những cái quan điểm khác nhau, và trong hai số với 6 khách mời cũng đã có 6 ý kiến rồi. Chúng tôi thấy là cũng rất nhiều thông tin, và thậm chí là những cái ý kiến liên quan kể cả thanh toán không dùng tiền mặt hay là cải thiện môi trường kinh doanh cũng hoàn toàn là trùng khớp với những cái về đề tài mà chương trình đối thoại đã thực hiện trước đây trong suốt cả 2 năm vừa qua. Thì chúng tôi nghĩ là để bàn kỹ hơn thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều thời gian ạ. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng đã rất là cảm ơn tâm huyết, sự nhiệt huyết của các khách mời đối với các chủ đề của chương trình, và cung cấp thêm rất là nhiều thông tin và góc nhìn cho quý vị khán giả. Chúng tôi xin chúc ba khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cùng tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vtv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.